Vợ chồng Đông Nhi ôm ấp tình tứ, con gái có biểu cảm đau khổ thế nào mà nhận về gần 100.000 like. Nhiều người tỏ ra thích thú trước khoảnh khắc hài hước của gia đình nhà Đông Nhi được chia sẻ mới đây. Mới đây, Đông Nhi đã tiết lộ thói quen của chồng và con gái trước khi đi ngủ. Nữ ca sĩ cho biết vào mỗi buổi tối, hai bố con thường ngắm nhau qua gương và cười thật tươi để chụp một tấm ảnh, sau đó mới lên giường. Trong hình, có thể thấy bé Winnie tỏ ra rất vui vẻ khi được chụp ảnh cùng bố. Tuy nhiên, ở một diễn biến khác thì ái nữ lại có biểu cảm trái ngược khiến dân mạng cười bò. Theo đó, trên trang cá nhân, Đông Nhi khoe ảnh ôm ấp tình tứ bên ông xã. Tuy nhiên, chiếm spotlight lại là biểu cảm đau khổ của bé Winnie khi nhìn thấy hành động phát cẩu lương của bố mẹ. Bức hình ngay lập tức nhận bão tương tác, thu về hơn 80.000 lượt yêu thích sau khoảng thời gian ngắn đăng tải. Đông Nhi và ông Cao Thắng lên xe hoa vào năm 2019 sau hơn một thập kỷ hẹn hò. Vào tháng 10 năm 2020, cặp đôi đón thành viên mới, cô con gái đầu lòng tên Winnie. Kể từ lúc chào đời, nhóc tì đã thu hút lượng fan lớn trên mạng xã hội, nhiều lúc còn vượt mặt cả mẹ bỉm. Dù chưa tròn 3 tuổi nhưng bé được nhận xét thông minh, lém lỉnh và thường đốn tim netizen nhờ những biểu cảm hài hước, đáng yêu. Hiện tại, cặp đôi Đông Nhi, ông Cao Thắng đang tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa trong hôn nhân, nữ ca sĩ bộc bạch, đối với nhiều người việc yêu lâu thường gây ra nhàm chán nhưng với tôi thì khác. Tôi luôn yêu anh Thắng như những ngày đầu mới quen nhau. Suốt thời gian hai đứa yêu nhau, cả hai vẫn dành thời gian cho đối phương, vẫn trao nhau ánh mắt trìu mến, vẫn hàng ngày theo dõi nhau. Còn nếu có cãi nhau thì sẽ cùng nhau ngồi lại để nói chuyện.